Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì hôm nay cuối cùng mình cũng săn ra cái loại Deja Vu rồi anh em à. Rồi thì mời anh em cùng theo mình, theo trận đấu của mình nha. Thì coi thử hôm nay mình sẽ bui cái đội hình này như thế nào nha anh em. Rồi thì hiện tại trên bàn của mình đang có hai con Galio anh em à. Và khả năng hai Galio và mình đang sử dụng tiên phong với kỳ quái anh em. Nói chung là đầu game mình đép đỡ. Thì mình thấy cái form bài này á, anh em kết hợp rất là nhiều kiểu nha anh em. Ví dụ như anh em có thể kết hợp tiên phong với thông đạo cũng được. Anh em có thể kết hợp tiên phong kỳ quái hoặc là tiên phong ma thuật anh em. Thì mình thấy nếu mà để mà quýnh cái lõi này ổn định ok nhất thì anh em nên kết hợp với tiên phong thông đạo nha anh em. Nó sẽ ổn định hơn. Bởi vì bản chất cái bọn tiên phong nó đã trâu rồi. Nhưng mà đằng sau nếu mà có một con Galo không á, thì về cuối game nó hơi bị hụt đam anh em. Thì nếu mà anh em kết hợp với thông đạo á, anh có thêm con Rai á, nó vào nó carry đam phụ á, thì ok hơn nha anh em. Thì trong cái bán này mình sẽ bui theo tiên phong với kỳ quái anh em. Thật chắc không phải là do tại mình không bui theo thông đạo đâu, nhưng mà do tại khúc cuối của mình nó ra tướng kỳ quái nhiều hơn, nên mình đép chung với tướng kỳ quái luôn nha. Rồi thì hiện tại cái loại thứ hai của mình là lấy giáp gai thép. Thì đây nó cho mình một áo choàng gai, và áo choàng gai này thì nó sẽ cho mình cái phản đam với lại cái lượng hồi phục giáp nó nhiều hơn nha anh em. Bên đây thì mình đang gặp một cái nhà đang đánh lõi của con Nunu. Các Nunu đây, Nunu đi với ông mặt luôn rồi đây mà. Thì mình thấy cái lõi Nunu ông mặt căng trường cũng ok nha anh em. Bởi vì chỉ cần cái dàn trước mà nó trâu bò thì đằng sau con ấy này xong nó gây đam ghê. Rồi thì hiện tại mình đang có chuỗi tháng 5 anh em ạ. Thì bây giờ bắt đầu phải ron nha anh em. Còn ở đây phải 6 ron kiếm Galio. Vừa kiếm Galio vừa kiếm tiên phong luôn. Rồi thì ghép vào thì mình có 4 tiên phong. Ui trời. Đầu game tới giờ thì mình thấy con Mordekaiser ra khá nhiều anh em. Ra nhiều hơn cả con Galio nữa. Phải đạn thì nhiều khi ron ở level 6 ảo. Rồi nhà bên đây thì đang cầm cái lõi của Lilia. Có Lilia 3 luôn rồi. Á, mình thấy con Lilia bu đồ kiểu này ghê thế nha. Anh em nhìn nó quýnh kìa. Á, nó gõ kìa. Anh em có nó gõ kìa anh em. Con Mordekaiser của mình đang kích 4 tiên phong. Cầm hai đồ rồi nha anh em. Mà Mordekaiser 2 nó gõ một gõ chết luôn. Ảo vậy. Ảo thiệt. Rồi thì ở cái tao đi chợ này có con Gwen, con Roy. Á, mà cái này chắc mình ra mình một là mình lấy cung, hai là mình lấy gậy quá khổ anh em ạ. Nếu mà bên kia bỏ cung thì mình sẽ lấy con Tam Ken luôn. Nếu mà giờ Tam Ken mình đổ vào thì mình sẽ kích được 6 tiên phong luôn anh em. 6 tiên phong thì khả năng nó sẽ lợi hại hơn là 4 tiên phong với ba kỳ quái. Rồi là mình đánh dài thì cái dàn tăng mình chắc hơn nha anh em. Đổi luôn nha. Đó, lấy 6 tiên phong. Thì anh em để ý nha. Đối với những anh em mới, chứ còn những anh em mà chơi thường xuyên rồi thì bỏ qua nha anh em. Thì cái vấn đề khi mà anh em ghép cái thú tượng thành giáp, bởi vì sao anh em để ý có nhiều ván đấu á, cái thú tượng thành giáp, khi mà con tướng cầm thú tượng thành giáp thì luôn để cho nó đứng ở trên một mình. Thì cái vấn đề thế này, cái thú tượng thành giáp, cái nội tại của nó là nó anh em, là càng nhiều con tướng nhắm vào nó thì nó sẽ được tăng giáp và tăng kháng phép. Thì cứ mỗi con tướng nhắm vào thì nó sẽ được cộng 10. Thì ví dụ như trên bàn 5 con nhắm vào thì nó sẽ được cộng mỗi cái 50 nha anh em. Thì thành ra đó là lý do vì sao mà những con cầm thú tượng thành giáp thì thành ra nó hay đứng ở trên một mình là như vậy. Vô mới đầu game gặp con Lilia đó quái bật thật anh em. Ron đó, nói chung nhiều cái trận mình đánh đó, cứ mình đánh cái con nào là mình thấy mình ron con đó khó. Rồi thì con Galio này á, về cái đồ chuẩn của nó cho anh em bui á, là hai cái cuồng đao và một kiếm sống hết tết nha anh em. Còn không thì anh em tùy anh em bui. Nhưng mà bắt buộc á, để tối ưu nhất cho nó, anh em nên bui cho nó hai cây cuồng đao. Rồi còn cái món thứ ba, anh em thích bui mũ phù thủy, anh em thích bui trường trường sinh, hay là anh em thích bui gì đó anh em bui, nó tùy anh em. Nhưng mà thường thường là cái kiếm súng hết tết á, nó sẽ tối ưu nhất.
Bởi vì cái nội tại kiểm soát hết Tết là khi anh em mà chưa kết liễu được đối phương á, thì nó sẽ hồi máu cho tướng đồng minh nha anh em, bản thân và tướng đồng minh luôn, thì sẽ làm cho cái bọn tiên phong nó trâu hơn nữa. Rồi thì lại thắng tiếp anh em, nhưng mà có vẻ như là hành trình rong con Galo của mình nó hơi bị căng đó. Nãy giờ ra tướng gì không, không ra Galo anh em, đó ra Mordor Kaiser tướng ba vàng mà bắt ra nhiều quân tướng hai vàng, nể thiệt, nể luôn đó anh em đấy. Mình rong ở 3.7 mà mình có được 6 con Mordor Kaiser rồi anh em ạ. Trong đó mới có được 3 Galio lại luôn á. Rồi thì mình đánh giá sơ về cái loại này nha anh em. Thì cái loại Deja Vu này nếu mà anh em có thì anh em cứ bắt. Bởi vì cái loại này được cái là cái tỷ lệ vào top nó rất là cao nha anh em. Nên có anh em cứ phải cẩn trọng nha. Bởi vì cái loại con này nó vẫn đang mạnh. Rồi thì sau cái round đánh quái thì mình có luôn thêm một cái cung nữa, mình ghép luôn cho nó hai cùng đao rồi anh em. Bây giờ mình như thế này, chắc mình sẽ ghép trước, do tại mình muốn ghép cái vuốt rồng cho con Mordor Kaiser hơn là mình ghép cho nó hai cái thú tượng thành giáp anh em ạ. Nếu mà bị quá anh em ghép hai cái thú tượng thành giáp cũng được nha anh em. Bởi vì hình như là cái lượng nội tại của bọn nó còn dồn hay sao anh em ạ. Cho cái này bữa mình chơi mà mình quên mình không để ý. Rồi thì nhà bên đây hiện tại là có 7 kỳ quái rồi nè, má nó triệu hồi con Volibi rồi. Nhưng mà có vẻ cái bọn tiên phong của mình đang khá trâu. Vẫn ăn được nha anh em, ok, vẫn mạnh mẽ lắm. Nhà bên kia cách 7 kỳ quái mà có thêm cái loại quái bắt học đường thì còn sợ. Hộp quà Pandora, loại cuối loại kim cương, tái hiện thánh quang. Bây giờ tái hiện thánh quang á, thì anh em được một gói thành phần với một cái tuyệt phẩm. Nhưng mà bây giờ anh em lấy Pandora thì nó vừa xào đồ được, anh em cũng có thêm món đồ ánh sáng nha anh em. Thì để mình coi nếu mà nó xào ra được cái kiếm súng hết tết hoặc là cái cuồng đao á, thì mình sẽ đổi lại đồ cho con Galo sau nha. À, anh em coi Galo của mình kìa. Vãi nồi. Căng thế nha. Nói chung mình thấy hàng Pandora thì Pandora, nhưng mà kiểu như khi mà mình ghép thành một món đồ rồi anh em đợi cho nó ron ra cái đồ mà mình muốn nó lâu lắm. Nói chung là hên đó thì nó ra liền, mà còn đen đen đợi hoài nó không có ra anh em ạ. Nên khả năng nếu mà cái ván này nếu mà nó ron ra được cái đồ mà mình cảm nhận xài ok cho con Galo thì mình sẽ bắt luôn nha anh em, mình sẽ dùng luôn nha, không đợi. Bởi vì kiểu như khi mình lấy cái này thì khác nào là mình đang có một món đồ sáng mà mình không dùng là mình đang chấp người ta một cái lỗi luôn rồi anh em ạ. Rồi thì ở cái này anh em khi đo anh em cố gắng anh em mua thêm bùi nha. Nếu mà anh em yếu, còn mạnh thì thôi khỏi cầm mua được anh em. Nếu mà để cho chắc thì cứ mua. Mũ phù thủy à. Hay là chơi mũ phù thủy ánh sáng luôn anh em. Chơi luôn cho nó máu nha. Thôi chơi luôn nha. Ai cùng đao một mũ phù thủy ánh sáng. Đấy. Rồi cái này thì cho nó ron lại. Chơi tới chết luôn anh em à. Rồi nhà bên đây thì đang đánh gì, có ăn bánh ngọt mà đánh thông đạo thì học giả. Nhà bên đây đang đánh học giả anh em ạ. À, nó có người đá kìa. Nhưng mà không ăn nổi mình đâu. Rồi ra đi chợ 4.4 thì có một cái sạn vàng, có con Camille với con Dyna tướng 5 vàng, Virus với Rakan 4 vàng. Căng thế nhỉ. Mình bây giờ mình có hộp quà Pandora rồi thì chắc khả năng mình sẽ lượm con tướng nhiều tiền. Hoặc nếu muốn nhanh thì giờ mình lượm luôn cái phúc rồng. À mình lượm luôn áo choàng, mình ghép phúc rồng. Thôi chắc lấy Camille nha anh em. Cứ đè con tướng nhiều tiền mà lượm trước là tính xong. Rồi thì giờ đợi rong đồ, đồ đẹp bỏ vô thôi anh em. Mình còn một round đánh quái có đồ nữa. Đó, cho dài luôn cho nó máu. Anh em ha, Mordor Kaiser được 7 con rồi. Rồi 6 con Galio. Giúp ranh đã bắt luôn. Nói chung là ván này mình mạ được con nào mình mạ vàng hết nha anh em. Do tại đang rong lì ở level 6.
level 6 mà ROM gần đủ con Modern Kaiser luôn anh em thấy ghê không? Đấy mà con Modern Kaiser của mình cũng nhanh quá. Căng được không? À đánh chặt luôn anh em. Rồi mất chuỗi rồi anh em à. Quái chờ đậu thiệt chứ. Rồi thì có ghép luôn. Rumble, thiếu con Rumble nữa anh em. Rồi có Rumble luôn. Có lần luôn nha anh em. Đấy. Mình sẽ mạ vàng được con nào mình mạ hết. Bây giờ nếu mà như mấy con này hay là mình kiếm bốc đồ mình cho nó cầm anh em. Nhà bên kia thì cũng đang đánh ông mặt pháp sư. Anh em có nhà Liliana như bên kia một mình nó căng hết. Nói chung tự nhiên lâu lâu đang chịu thắng ngon lành cái thành chủ ấy thay cái thua trận mất chịu thắng chơi vậy. À, anh em coi mình ron nha. Trong khi không có nhà nào đánh có mình đánh. Mà ron không ra chơi vậy đó. Modern Kaiser nữa chuẩn bị đủ rồi anh em, thiếu con nữa là lên Modern Kaiser 3 luôn rồi. Quá trời hay luôn. Nói chung ván này tiền cũng khá nhiều anh em ạ. Đây chắc lấy cái mắt. Thì anh em để nha, con tanke đó anh em nên ghép cho nó một cái giáp đó nha. Bởi vì cái giáp đây được cái là nó sẽ tăng cái lượng mana nhanh cho con tanke để dùng kill anh em. Rồi, sắp đủ Galio rồi anh em ạ. Hiện tại là 7 con Galio, 7 con Modern Kaiser. Rồi gặp lại nhà Liliana bên kia anh em. Con này ghê thiệt chứ. Anh em có nó gõ búng. Gõ đúng gõ anh em ạ. Búng. Rồi xong rồi xuống móc được con này rồi. Nó gõ một con một phát anh em à. Ghê thiệt chứ. Đó. Hên mà con Modern Kaiser mình vừa bắp giáp được kìa. Chắc là hai gõ. Bất lực với con này thật sự. À cái này nó lấy cái lõi của con Lilia với nó có thêm một cái lõi hỗ trợ của cái tộc hệ tiên linh nữa. Rồi thì có Galio 3 rồi nha anh em. Rồi thì chắc bây giờ khả năng mình sẽ lên cấp thôi. Mình để con Modern Kaiser tự ra anh em ạ. Rồi hai món đồ này thì chắc mình sẽ để ron từ từ để cho nó ra cái bốc đồ nha. Cho con Rumble cầm. À bên kia Swain cầm bốc đồ ánh sáng không ghê nhỉ. Thì đấy. Ghê đấy. Nhưng mà vẫn không ăn được mình anh em ạ. Mình vẫn ăn tốt. Tại chắc nếu mà cái này mà có cái kiếm súng ánh sáng á, hợp lý hơn nha anh em. Rồi thì cái này nó cho mình 6 lực ron, không biết có ron ra nổi con Modern Kaiser không đây. Thôi chắc lên cấp ron nha nè. Lên 7 ron. Lít hả? Đó, không có luôn anh em ơi. Rồi bên đây thì gặp lại nhà Can Trường. Cái loại nung nung mà giờ nung nung vẫn chưa lên 3 nữa anh em ơi. Mình được cái là và quân số mấy con tiên phong nhiều nông nên nó trâu. Nhà đây xém đi nhé, phải không? Còn hai móng. Rồi thì chắc giờ đi đóng kiếm đóng hết đồ tăng đây nha anh em. Bán này thì có hai cán hỏa, một cán băng,
một cái án liên liên hoàn. Mà nói chung cũng cần anh em. Lấy kiếm súng đi. Bây giờ có lấy thêm án nữa ron ra nó cũng dư thừa, nó cũng không có đủ anh em à. Thì lấy con Tamken về thì khả năng mình sẽ dễ lên con Tamken 2 hơn. Nói chung từ đầu mùa tới giờ mình săn cái loại này lâu lắm rồi. Hình như nó đen, nó thấy mình nó né anh em. Miết không ra được. Thì cái ván này nếu mà anh em đánh lên được, anh em đánh được level 10 á, thì anh em có thể vừa kẹp hóa hình, vừa kẹp phong đạo, vừa kẹp kỳ quái, vừa kẹp phong đạo luôn anh em. Giờ ăn nữa đi, giờ ăn mình nữa đi. Giờ hết ăn mình nữa rồi anh em à. Nãy thêm thôi. Nghe lô của mình 13k rưỡi sắp tương. Được đấy. Chắc giờ lo up cấp nha anh em. Rồi, nhà mình gặp lại cái nhà học giả. Có con cho Ari cầm bốc đồ nè, không thơm nè anh em ạ. Hình như mới chuyển đồ chuẩn qua cho con Fry thì sao ấy. Nói chung giờ mấy con này con Galo của mình mỗi con một quạt là chết. Rồi, thú từng này giáp chắc ghét luôn cho con Tamken cầm luôn nha anh em. Đó, để cho hai con này nó hướng lên đầu. Nó chịu. Có vẻ còn một mảnh đồ mà đợi nó ra cái găng đấu tập hơi lâu nha. Thì đây, vàng tiếp. Lấy gì ta? Rồi, có tăng cái này có kỳ quái luôn. Rồi. Đó, trước mắt là như thế này nha anh em. Nói chung mình lên thêm cấp nữa. Mình đẩy thêm con nữa. Nhà bên đây vừa đánh hỏa, vừa đánh thợ săn. Anh em coi kìa, giờ con Galo mình nó quạt tới đâu là đi tới đó. Thôi chắc giờ không cần chịu hồi rồng anh em ạ. Rồi có một đôi KS3 luôn nha. Ra con này. Thằng này làm gì đó. Phải chắc bỏ đỡ thế này trước nha nè. Rồi có bắt đồ luôn. Cái này cho con này cầm. Ồ cái nhà Lilia nãy giờ mà gia nhất nha. À nãy giờ nó vẫn còn sống anh em. Còn sống mà bán này chắc gặp mình là mình tiễn rồi. Nói chung là con Lilia đầu game giữa game nó mạnh thôi anh em, cuối game yếu lắm. Cuối game do tại mấy con này nó sốc sát thương nhanh á, con Lilia nó không có đủ chống chịu anh em à. Rồi, đi không? Chắc không đi đâu. Còn ráng được ram nữa. Lại còn hai máu anh em. Ván cược để đời. Rồi. Đó, để ra trứng nha anh em, lấy hóa hình trước đã. Ok nè. Nami.
con này, con này thay vào lấy hóa hình anh em, à lấy kỳ quái, nhầm, chắc là chắc mình sẽ không đánh thông đạo anh em à. Ôi da chết, là bán lộn Nami rồi, ngáo thế nhỉ. Với lại mấy nhà kia còn ít máu anh em, bây giờ có mà lên level 9 thì cũng chẳng làm được gì, thôi lỡ ron luôn, ron hết tiền, ron càng tiền luôn. Nói trong giờ con Modokaiser mà nó lên được 3 là nó cũng kiểu là thế lực rồi anh em. Rồi xong nó lắm mình chết rồi anh em ơi. Con Tarik bên kia quấn con Tarik mất thời gian quá. Đây làm được cái bóc đồ ngon này. Biết làm được bóc đồ không đây? Rồi mất bóc đồ luôn. Bóc đồ làm gì ta? Thôi chắc làm con Serat đi anh em. Lấy cái này cho con Ren cầm. Đổi xíu nha anh em, đổi qua xíu. Mình thường thường ví dụ mình quýnh bên đó mà mình bị thua thì anh em nên đảo lại đội hình nha. Nó trong nhà bên kia nó chết mà nó đảo đội hình thì được, chứ mà nó không đảo đội hình nó để như cũ là nó thua. Cái này à, chắc này lắp cho con Tam Ken luôn anh em. Lắp Ryan. Gia tài nếu mà tới vòng đánh quái thì gia tài nó sẽ có một món đồ nguyên. Mình đang muốn ghép con tăng kênh đồ nguyên hơn. Á, nhà học giả bên đây giờ cũng thế lực chứ phải giỡn đâu anh em. Nhà đây hình như bán này mình gặp, à nhà đây gặp à, mình, nhà kia gặp bóng. Rồi nhà đây đi luôn rồi đó. Rồi còn gặp lại cái nhà này mới nãy nó đánh bại mình đây anh em. Chắc ra cuối rồi. Rồi thì anh em đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Nói chung nhận lực like và nhận lực đăng ký kênh của anh em là nguồn động lực cho mình. Rồi thì nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc hay là góp ý kiến gì, anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình nha. Hoặc là có những cái giao án gì anh em muốn thì mình sẽ cố gắng làm. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Anh em